Thưa quý khán giả và các đồng chí, Việt Nam đã trúng cử với số phiếu rất cao để lần thứ hai trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 trong phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra vào ngày 11 tháng 10 năm 2022. Kết quả này cho thấy sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam. South Africa, Sudan and Vietnam. Khoảnh khắc này đã đi vào lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam khi cái tên Việt Nam được xướng lên trong danh sách 14 quốc gia thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Thế nhưng, khi cộng đồng quốc tế ghi nhận những chính sách nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền của người dân trên tất cả các lĩnh vực, thì vẫn còn có ý kiến không đồng tình và hài lòng với kết quả này. Bất chấp phiếu tín nhiệm của các quốc gia dành cho Việt Nam, nhiều cá nhân tổ chức chống đối Đảng và Nhà nước Việt Nam đã nhanh chóng xuyên tạc ý nghĩa của kết quả bầu cử, cũng như những nỗ lực và thành tựu của công tác bảo đảm nhân quyền tại Việt Nam. Trên trang web chính thức của BBC News tiếng Việt, ngay sau thông tin về việc trúng cử của Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, tác giả của bài viết đã trích dẫn các quan điểm trái chiều của các tổ chức nhân quyền tự xưng, cho rằng Việt Nam không đủ chuẩn để ứng cử. Tôi cho rằng những cái ý mà Ni nêu vừa rồi có lẽ là một cái tiếng nói lạc lõng của thiểu số, nó không thể phản ánh được cái chung. Trong cái quá trình chúng ta trao đổi với quốc tế, bạn bè quốc tế đánh giá rất cao Việt Nam cả về đổi mới, cả về phát triển và cả về tham gia những hoạt động chung quốc tế. Thế cho nên tôi cho rằng là cái này, chúng ta tự tin hướng tới và được bạn bè đánh giá cao. Những cái câu chuyện kia hoàn toàn là những cái tiếng nói lạc lõng và lẻ loi. Ngay trước thời điểm diễn ra cuộc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, các thế lực thù địch liên tục đăng tải các bài viết và clip cắt ghép nhằm xuyên tạc phủ nhận các thành tựu trong công tác bảo đảm nhân quyền của Việt Nam, hòng cho rằng Việt Nam không xứng đáng trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Những cá nhân chống đối Đảng và Nhà nước Việt Nam gọi kết quả của cuộc bầu cử lần này là tin xấu. Mục tiêu của họ là gì? Là hạ thấp cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là làm suy yếu vào cái chế độ xã hội của chúng ta, và đặc biệt là họ gây ra cái sự nghi ngờ ngộ nhận của người dân Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng ta, đối với chế độ xã hội của chúng ta hiện nay. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 đã được công bố là sự lựa chọn của mỗi quốc gia, thể hiện quan điểm lập trường của quốc gia đó. Bất mãn, không thừa nhận kết quả này, xuyên tạc về nỗ lực và thành tựu đảm bảo nhân quyền của Việt Nam chỉ càng làm lộ rõ bản chất dối trá và lưu manh của các đối tượng núp bóng dân chủ, nhân quyền. Việc Việt Nam trúng cử làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 là hoàn toàn xứng đáng. Sự tín nhiệm, tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam qua phiếu bầu là minh chứng cho những thành tựu và nỗ lực không ngừng của Việt Nam nhằm đóng góp cho một thế giới hòa bình và một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mỗi người dân trên toàn cầu. Việt Nam được các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN nhất trí ủng hộ là ứng cử viên duy nhất của ASEAN cho vị trí này, đồng thời cũng là ứng cử viên châu Á duy nhất của cộng đồng Pháp ngữ. Lần này, Việt Nam nhận được 145 phiếu trên tổng số 189 phiếu, chiếm gần 80%, thuộc nhóm cao nhất trong bối cảnh cạnh tranh giữa các ứng viên rất quyết liệt. Khó khăn cái cuộc bầu cử này thì rất là nhiều. Cái khó khăn đầu tiên đấy chính là cái số lượng ứng cử viên quá đông. Riêng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã có đến 7 nước ứng cử và chỉ cho 4 ghế. Cái khó khăn thứ hai nữa đó là chúng ta ra ứng cử muộn nhất trong các ứng cử viên. Trong khi đó thì vừa mới ứng cử thì gặp ngay vào 2 năm Covid. Và cái vấn đề thứ ba khó khăn chúng ta gặp phải đó chính là cái cách tiếp cận về vấn đề quyền con người giữa các nước, các nhóm nước hiện nay vẫn còn nhiều khác biệt. Với trọng trách mới tại Hội đồng Nhân quyền, Việt Nam sẽ có cơ hội đóng góp và thúc đẩy tất cả các quyền con người trên cơ sở khách quan, hợp tác và đối thoại, cũng như sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn đối với các vấn đề trọng tâm của Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế. Cái việc mà chúng ta hợp tác quốc tế về quyền con người ấy, thì nó có hai cái khía cạnh. Cái thứ nhất ấy, đó là chúng ta truyền đạt, chia sẻ cái kinh nghiệm
về bảo vệ cái quyền con người của Việt Nam. Tại sao một đất nước chúng ta khó khăn phức tạp như thế, trải qua một cuộc chiến tranh lâu dài hơn 30 năm, từ một cái nền kinh tế nằm trong cái số những nền kinh tế nghèo nhất thế giới mà chúng ta đã phấn đấu để mang lại những cái quyền sống, quyền làm người, quyền tự do và những cái đảm bảo về văn hóa, xã hội của công dân Việt Nam tốt được như thế. Đấy là những kinh nghiệm rất tốt cho thế giới. Mặt khác, về chiều cạnh thứ hai, đó là cái việc hợp tác quốc tế là giúp chúng ta có thể học hỏi được các cái kinh nghiệm tốt của cả thế giới. Xin chúc mừng chính phủ và nhân dân Việt Nam bởi kết quả đạt được đã thể hiện đúng nguyện vọng của nhân dân. Nhân dân hai nước chúng ta đã trao quyền cho chúng ta đại diện cho tiếng nói của họ ở diễn đàn đa phương lớn nhất thế giới là Liên Hợp Quốc. Cho nên tôi nghĩ rằng sắp tới Việt Nam và Bangladesh sẽ tiếp tục hợp tác hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Đến nay, Việt Nam đã hai lần trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2014-2016 và 2023-2025. Kết quả này đã chứng minh uy tín vị thế của Việt Nam trên thế giới trong vấn đề bảo đảm quyền con người. Kết quả này đến từ nỗ lực không ngừng nghỉ của Việt Nam trong việc thúc đẩy, đảm bảo quyền con người trên mọi mặt của đời sống. Điều này được thể hiện rõ nét nhất thông qua báo cáo phát triển con người HDR toàn cầu 2021-2022 vừa được Liên Hợp Quốc công bố. Theo báo cáo phát triển con người HDR toàn cầu 2021-2022, giá trị HDI của Việt Nam đã tăng 2 bậc trong bảng xếp hạng toàn cầu. Đây được coi là bước tiến lớn của Việt Nam trong đảm bảo quyền con người trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng nổ, là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới chỉ số phát triển con người đã giảm trên toàn cầu 2 năm liên tiếp, lần đầu tiên trong lịch sử 32 năm của chỉ số này. Việt Nam thực sự là một quốc gia phát triển con người cao, mặc dù Việt Nam là quốc gia có thu nhập trung bình. Tôi cho rằng trong báo cáo phát triển con người năm nay, thành tựu mà Việt Nam đạt được là duy trì chỉ số con người ổn định, trong khi tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong suốt 2 năm qua, đều chứng kiến sự thụt lùi hoặc tụt dốc trong chỉ số phát triển con người do chịu tác động của đại dịch COVID-19. Vì vậy, 90% các quốc gia chứng kiến sự suy giảm trong phát triển con người ít nhất trong một trong hai năm 2020 hoặc 2021, trong khi ở Việt Nam, chỉ số này ổn định. Do đó, đây được coi là bước tiến bộ của Việt Nam về phát triển con người. Chỉ số bình đẳng giới của Việt Nam cũng đã được cải thiện, tỷ lệ lao động nữ tăng lên. Việc phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc, Công ước CRC vào tháng 2 năm 1990 thể hiện sự quan tâm và nỗ lực của Việt Nam đối với vấn đề trẻ em. Từ đó đến nay, công tác giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em của Việt Nam trong gần 30 năm qua đã đạt được nhiều tiến bộ đáng khích lệ. Ngay khi phê chuẩn CRC, Việt Nam đã ban hành Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em năm 1991, sửa đổi năm 2004 và sau đó được thay thế bằng Luật Trẻ em 2016. Đạo luật này là cơ sở pháp lý cơ bản cho việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở Việt Nam, bao hàm nhiều quy định quan trọng đảm bảo mọi trẻ em được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Trong suốt 3 thập kỷ qua, những cam kết chính trị cũng như sự lãnh đạo mạnh mẽ của nhà nước Việt Nam trong việc thực hiện quyền trẻ em đã giúp cải thiện cuộc sống hàng triệu trẻ em của đất nước. Những năm qua, Đảng và nhà nước luôn quan tâm tạo mọi điều kiện tốt nhất để trẻ em được phát triển toàn diện, có môi trường sống an toàn, lành mạnh. Nhiều văn bản của Đảng và nhà nước, đặc biệt là bản Hiến pháp Việt Nam ngay từ năm 1959 cho đến nay đều có nội dung về trẻ em. Việt Nam cũng là nước đầu tiên ở châu Á, nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em. Giáo dục, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trẻ em được các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức xã hội, đoàn thể và nhân dân đặc biệt quan tâm. Dựa trên các công ước quốc tế và điều kiện thực tiễn, Việt Nam đã từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, trong đó có Luật Trẻ em năm 2016. Lĩnh vực mà Việt Nam ưu tiên là phòng chống bạo lực, xâm hại, mua bán trẻ em, chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em, lao động trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em.
Tại Việt Nam, trong các tai nạn thương tích, đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em từ 5 đến 14 tuổi. Theo số liệu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tình hình đuối nước trẻ em đã giảm trong những năm vừa qua, mỗi năm giảm từ 3 đến 5%. Tuy nhiên, mỗi năm vẫn còn gần 2.000 trẻ em dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước. Vì vậy, công tác phòng chống đuối nước trẻ em là một trong những mục tiêu quan trọng trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho trẻ em, đòi hỏi sự vào cuộc của gia đình và toàn xã hội. Dự án phòng chống đuối nước trẻ em của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Quỹ từ thiện Bloomberg, tổ chức CTFKGHAI Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới đã được triển khai để dạy bơi an toàn và kỹ năng an toàn trong môi trường nước phù hợp với trẻ em từ 6 đến 15 tuổi tại hơn 126 xã của 52 huyện thuộc 12 tỉnh có tỷ lệ trẻ em đuối nước cao trong cả nước. Sau 5 năm thực hiện, dự án đã lắp đặt hơn 500 biển cảnh báo nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, tổ chức dạy bơi cho hơn 15.000 trẻ em từ 6 đến 15 tuổi, giáo dục kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho 32.000 trẻ em. Chương trình góp phần bảo đảm tính bền vững trong việc nâng cao năng lực và chuyển giao kinh nghiệm và thực hiện chương trình để nhân rộng toàn quốc. Thì thời gian vừa qua, Việt Nam đã rất quan tâm giải quyết hàng loạt các vấn đề của SDG mà có những vấn đề rất là thách thức. Ví dụ vấn đề lao động trẻ em, hay là ví dụ như vấn đề trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực, hay là vấn đề trẻ em bị tai nạn thương tích. Những nỗ lực này cũng đã được một số tổ chức quốc tế như UNICEF, như là Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã bước đầu ghi nhận. Và một số các cái mô hình can thiệp của Việt Nam ấy, thì họ cũng khuyến nghị, đặc biệt là ví dụ mô hình can thiệp về phòng chống đuối nước chẳng hạn, thì họ cũng khuyến nghị là có thể là áp dụng ở trên góc độ khu vực và ở một số các quốc gia có điều kiện kinh tế xã hội tương tự như ở Việt Nam. Nhận thức của người dân về nguy cơ tai nạn đuối nước trẻ em được nâng cao, một số địa phương huy động nguồn lực đầu tư vật chất, cải thiện cơ sở hạ tầng dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em. Tất cả những nỗ lực này đã giúp giảm tỷ lệ tử vong do tai nạn đuối nước ở trẻ em, góp phần tạo một môi trường sống an toàn và lành mạnh cho trẻ em Việt Nam. Mới đây vào tháng 9 năm 2022, tại Thụy Sĩ đã diễn ra phiên họp thứ 91 của Ủy ban quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc. Đây cũng là phiên đối thoại giữa Ủy ban và Đoàn Việt Nam nhằm xem xét báo cáo định kỳ lần thứ 5 và lần thứ 6 của Việt Nam theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em đối với quốc gia thành viên Công ước. Các thành viên của Ủy ban đã thể hiện sự quan tâm đối với các thành tựu cũng như những thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt để hướng tới giúp Việt Nam làm tốt hơn nữa việc thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em theo tinh thần của Công ước Liên Hợp Quốc. Theo Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em có thể phân thành 4 nhóm quyền: quyền sống còn, quyền được phát triển, quyền được bảo vệ và quyền được tham gia. Trong thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực và đạt được một số thành tựu đáng ghi nhận trong việc đảm bảo 4 nhóm quyền này. Về thực hiện nhóm quyền sống còn, hệ thống y tế liên tục được củng cố và tăng cường cả về cán bộ, trang thiết bị và thuốc men. Trẻ em của các gia đình nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, cư trú tại các địa bàn khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh. Hơn 30 năm qua, những quyền được đề ra trong Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em cũng như những nguyên tắc của Công ước vẫn còn nguyên giá trị thực tế. Những nguyên tắc này đã được Việt Nam nghiêm túc thực hiện, bảo đảm dành những gì tốt nhất cho trẻ em hướng tới tương lai, được các tổ chức quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Việt Nam đã thể hiện quyết tâm rất mạnh mẽ trong việc tuân thủ Công ước về quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc. Tôi thấy rõ điều đó qua thông điệp của các nhà lãnh đạo. Vì vậy, mỗi khi tôi ngồi nghe Thủ tướng và các đại biểu Quốc hội bàn về các vấn đề này, rõ ràng rằng không chỉ có cam kết về quyền trẻ em, mà các bạn còn có niềm đam mê thực sự trong việc đảm bảo các quyền của trẻ em ở Việt Nam được tôn trọng và mọi trẻ em đều có cơ hội phát triển hết khả năng của mình. Và quan trọng hơn nữa là sự thay đổi về chính sách và thực tiễn. Dù là trong hệ thống y tế hay hệ thống giáo dục, nước và vệ sinh môi trường, Việt Nam đã có rất nhiều thay đổi và các chính sách được đưa ra để đảm bảo sự hoạt động của các trường học và bệnh viện và các cơ sở dịch vụ vận hành đều phù hợp với các điều lệ công ước. Theo Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 đã được Đại hội Đảng lần thứ 13 thông qua, trẻ em là trọng tâm của việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam. Chính vì vậy, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm, được coi là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu để đảm bảo an sinh xã hội,
vì mục tiêu phát triển ổn định và lâu dài của đất nước. Vâng, tình hình nhân quyền tại Việt Nam đang được thế giới nhìn nhận ngày một khách quan hơn, bất chấp nhiều luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá. Trong khi cả thế giới vui mừng trước kết quả Việt Nam trúng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, vinh danh những nỗ lực và thành quả trong công tác nhân quyền của Việt Nam, chỉ có những kẻ xuyên tạc, dối trá là không dám đối diện với sự thật đó. Đến đây, chương trình Nhận diện sự thật tuần này xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khán giả và các đồng chí trong các chương trình sau.